Xin chào các bạn đã đến với cơ sở 63 Trần Thái Tông hôm nay. Và phía sau mình đang là rất nhiều các bạn đang đến với cả cơ sở để mua những đồ trong giờ vàng giá sốc. Thì bây giờ hãy cùng mình phỏng vấn một chút về cảm nghĩ của các bạn sau khi đến với cả Trần Thái Tông hôm nay nhé. Chào hai bạn, hôm nay thì đến với An Phát thì các bạn muốn mua đồ gì cho mình? Mình muốn mua giá đỡ màn hình. Ghế ạ. Thì hôm nay các bạn đến đây thì đã lấy số được chưa? Mình lấy được rồi. Các bạn đã check in để nhận quà chưa? Mình chưa. Lát nữa thì chúng mình có thể check in để nhận quà nhá. Và hôm nay thì đến với An Phát các bạn cảm thấy như thế nào khi mà chuẩn bị được vào mua? Mình cảm thấy khá là hào hức và kiểu hồi hộp ấy. Thế còn lại? Hồi hộp số thôi. Bây giờ thì chắc là cũng sắp được vào rồi. Thì chúc các bạn sẽ có những cái trải nghiệm mà mua hàng vui vẻ ở An Phát nhé. Chào bạn. Hôm nay thì bạn đến với giờ vàng giá sốc của An Phát. Thì bạn đã muốn mua gì cho mình? Mình muốn mua một số sản phẩm về công nghệ. Nhưng mà cái cần thiết nhất bây giờ là một cái tay cầm máy tính ấy. Cái đế ấy. Để bởi vì là dùng cái đấy nó khá là phù hợp cho mình. Bởi vì mình dùng hai cái màn hình. Thì bạn đến đây lâu chưa? Mình đã nhận được số chưa? Mình đã nhận được số rồi. Mình cũng đến được tầm độ khoảng 15-20 phút. Thì hôm nay bạn đến thì bây giờ hiện tại bạn đang cảm thấy như thế nào? Nói chung là mình thấy khá là cảm thấy là vui bởi vì là được tham gia vào cái buổi lễ, một cái buổi sale off cho của An Phát. Cảm ơn bạn đã đến hôm nay nhé và chúc bạn sẽ có những trải nghiệm vui vẻ về An Phát. Chào bạn, hôm nay đến với An Phát thì bạn đã mua được gì cho mình rồi? Thế nên mình đã mua được bộ ba quạt máy tính của Deepcool ạ. Bạn có thấy hài lòng với sản phẩm mà mình mua không? Mình rất là hài lòng. Tại vì nhà mình thì cũng có đủ cả rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi quạt cho nó đẹp lên, cho nó lung linh. Hôm nay thì đến với An Phát, cái trải nghiệm mà An Phát mang lại cho bạn, bạn cảm thấy thế nào? Mình rất là hài lòng với cách phục vụ của các bạn. Cảm ơn bạn nhé, chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tốt với cả cái quạt bạn vừa mua. Em chào anh ạ, hôm nay đến với An Phát thì anh đã mua được gì cho mình rồi? Hôm nay thì mình mua ba sản phẩm, đấy là cái màn hình LG 27 inch, cái giá đỡ màn hình với cả cái bàn di chuột. Hôm nay thì đến với An Phát thì anh cảm thấy dịch vụ của An Phát như thế nào ạ? Hôm nay mình chỉ thấy đông thôi, đông thôi chứ còn dịch vụ thì ok hết. Hiện tại thì cảm xúc của anh thế nào khi mà mình đã săn được cái món đồ sale ưng ý với mình rồi ạ? Cảm xúc thì chắc là ấy xong thì chỉ nữa mấy tháng lương ra đi chỉ còn lại mì tôm với cả trà đá thôi. Vâng, chúc anh sẽ có những trải nghiệm vui vẻ với cả những món đồ mình vừa mua nhé. Ok, mình cảm ơn nhé. Em chào chị ạ, hôm nay thì đến với 63 Trần Thái Tông thì mình đã mua được sản phẩm gì rồi ạ? Sáng nay mình có đi mua màn hình và tham gia giờ vàng thì có mua giá đỡ và lót chuột. Thì hiện tại thì mình đã là một người may mắn quay trúng một chiếc màn hình ViewSonic. Không biết thì cảm xúc của chị hiện tại như thế nào ạ? Mình cũng là hơi bất ngờ, tại vì từ sáng đi cũng chỉ là đi qua đây để mua màn hình thôi. Xong là tự dưng thấy mọi người xếp hàng thì mình cũng tham gia. Hiện tại thì mình cảm thấy vui hay là như thế nào ấy ạ? Mình cảm thấy bất ngờ thôi, còn vâng, thì em rất cảm ơn chị đã tham gia buổi giờ vàng giá sốc ngày hôm nay và chúc mình sẽ có những trải nghiệm tốt với cả sản phẩm mình vừa mua cũng như là phần thưởng mình vừa trúng nhé. Mình cảm ơn ạ.